Hey, what's up? Hi, xin chào các bạn, lại là mình đây, Thành. Hôm trước thì mình có lướt qua group thì mình thấy có một bạn share một cái xuồng như thế này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách để mình chỉnh màu cái xuồng này như thế nào. Ok, đầu tiên mình sẽ vẫn là các bước cơ bản, đó là mình sẽ cân chỉnh lại ánh sáng và lấy lại màu sắc cho cái xuồng này bằng cướp. Tiếp mình sẽ kéo phần shadow xuống gần chạm mức 0. Ok. Thì bạn thấy là cái xuồng này sẽ hơi tối một chút thì mình sẽ bù mid tông lên một chút để cho cái xuồng của mình sáng sủa hơn. Tiếp theo là phần basic correction, mình sẽ lấy lại màu sắc cho cái xuồng này. Mình sẽ tăng saturation của nó lên khoảng 200. Tùy bạn nào để thấy tươi quá mình có thể cho 180 cũng được. Thì màu lock này nó khá là nhạt. Thì đây mình sẽ cho khoảng 180 rồi. Ok, thì các bạn sau khi mình đã lấy lại màu sắc và mình cân chỉnh sáng thì các bạn có thể nhìn thấy cái xuồng này của chúng ta, white balance, nhiệt độ màu của nó đang bị khá là xanh. Thì các bước cơ bản tiếp theo ở phần basic correction thì mình sẽ white balance nó lại một chút. Mình sẽ tăng nhiệt độ màu nó lên khoảng 10 chẳng hạn. Nếu bạn thấy vẫn còn xanh thì mình sẽ tăng thêm một chút nữa khoảng 20. Ok, tiếp theo là đến phần cướp. Phần này thì mình sẽ sử dụng các cướp màu để mình lấy lại cái màu da rồi màu sắc cảnh quan của cái xuồng này. Đối với cướp đỏ, khi bạn giảm cướp đỏ thì nó sẽ tăng cyan, mà tăng cướp đỏ nó sẽ đổ thêm màu đỏ vào. Thế đây mình sẽ đổ thêm màu đỏ một chút, trong xuồng nó sẽ có màu sắc nó bớt lạnh hơn. Tiếp theo là dùng cái cướp xanh lá. Bạn tăng cướp màu xanh thì sẽ triệt bớt màu hồng đi, giảm cướp màu xanh nhé, tăng màu hồng đi. Thì ở đây mình thấy xuồng nó đang bị quá hồng, mình sẽ tăng màu xanh lá lên một chút để cắt bớt đi màu hồng ở trong đấy. Ok, tiếp theo là cướp màu xanh biển. Bạn tăng cướp màu xanh biển thì nó sẽ đổ thêm màu xanh, bạn giảm cướp này thì nó sẽ đổ thêm màu vàng vào. Thì để cho nó bớt hồng đi thì mình sẽ giảm cái cướp xanh này xuống để cho nó một chút vàng ở trong đấy, một xíu thôi. Ok, cơ bản thì mình đã lấy lại màu sắc của da và không gian xung quanh. Ở phần này thì mình sẽ chỉnh phần da của cô dâu chú rể trước. Mình sẽ click vào cái bút này và mình chọn phân vùng da. Bạn click vào color gray để nó hiển thị phân vùng các bạn chọn. Đây thì có một số vùng các bạn chưa chọn được thì mình sẽ dùng cái bút dấu cộng này, mình chỏ thêm vào cái vùng mà nó chưa chọn. Cổ này, phần cằm này, đấy, một số phần da xung quanh. Bạn chọn kỹ thì để nó tránh bị lem sang phần xung quanh. Một số phần bả vai này mình sẽ chọn, cố gắng lấy tối đa. Ok, sau khi chọn xong là mình sẽ denoise một chút để những phần nào nó bị lẹm ở bên trong này nó sẽ loại bỏ đi. Đấy, bạn thấy nhé, những cái phần nào như ở phần này nó bị lẹm nhiều thì nó sẽ cắt bớt đi. Mình sẽ denoise. Tiếp theo mình blur để tạo sự chuyển mượt giữa các phần vùng mình chọn. Blur thêm một chút nhé. Ok, mình tắt cái color gray đi. Ví dụ bạn nào cảm thấy da quá tối thì mình có thể tăng sáng lên một chút. Mình cho sáng da lên một xíu. Ok, bây giờ mình sẽ lấy lại màu sắc của da của cô dâu chú rể. Màu sắc da của cô dâu chú rể đang bị bợt, rất là trắng. Mà màu sắc da của người Việt mình sẽ hơi vàng một chút. Mình sẽ đổ màu vàng vào, vàng đỏ một chút. Đây, bạn có thể kéo tăng lên để mình nhìn màu. Sang bên này là đang hơi bị vàng xanh, bên này thì bị đỏ quá. Mình sẽ cho vàng hơi đỏ một xíu. Tiếp theo là mình sẽ sang phần color wheel. Mình đang thấy nó bị hồng quá thì mình sẽ cho mid tone thêm xanh lá một xíu. Ok, highlight. Ví dụ bạn thích nó dạng trắng thì bạn có thể đổ thêm xanh. Nhưng bạn có thể để ý là trên này nó đã bị loang các mảng màu khác nhau trên da rồi. Đó, mình sẽ đổ thêm một chút màu xanh biển và highlight đây một chút xíu. Ok,
cơ bản màu như này thì chúng ta đã dễ nhìn hơn rất là nhiều rồi. Còn bạn nào muốn sâu hơn, mình có thể chỉnh thêm các dạng cớp màu sắc. Ví dụ saturation thì mình muốn màu lá cây nó sẽ nhạt đi chẳng hạn. Hoặc là mình muốn huê màu lá cây. Bây giờ mình thử huê màu lá cây. Lá cây sẽ có màu xanh và hơi có phần hơi xanh biển, cyan một chút. Thì mình sẽ chọn từ cái vùng xanh lá đến vùng xanh biển này. Đó, mình huê cái màu. Nếu bạn thích dạng lá úa thì bạn có thể huê sang màu lá úa hoặc dạng lá như này. Thì mình sẽ không huê vậy. Thế mình sẽ không huê nữa, mình sẽ chỉ giảm độ tươi của lá thôi. Mình muốn cho màu lá nó sẽ nhạt đi, sẽ không bị đậm quá. Mình sẽ cho màu lá nhạt một chút. Mình sẽ chọn thêm phần vùng bên này, cho màu lá nó nhạt đi. Màu tường thì nó hơi bị xanh thì mình sẽ chọn phần xanh. Để mình giảm bớt saturation đi thì tường nó sẽ bớt xanh. Tuy nhiên nó sẽ hơi bị xanh lá một xíu. Ở đây mình sẽ không chỉnh màu tường này. Ngoài ra thì mình thấy màu môi còn hơi nhạt thì mình sẽ tăng thêm màu môi một chút. Đó, thì các bạn có thể thấy là màu môi là nó hơi lẫn màu da. Khi bạn tăng lên thì nó sẽ tăng cả màu da nhé. Thì mình có thể tăng thêm một chút cũng được. Màu da cho nó hồng hào hơn một xíu. Ngoài ra bạn nào mà cảm thấy mình thích màu tươi hơn thì mình có thể tăng thêm saturation ở phần creative cho khoảng 125 chẳng hạn. Màu sắc tươi tắn hơn. Ok, vậy xong phần chia sẻ cách để mình chỉnh màu với suộc này. Nếu bạn thấy hay thì like và đăng ký kênh để đón chờ những cái video sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.